Chào mừng quý vị đã đến với thành phố Cảng Hải Phòng và đến với đêm thi thứ 6 rực lửa của DJ Star 2022. Quý vị thân mến, DJ Star 2022, chương trình do VTV Cup phối hợp cùng V Entertainment thực hiện. Chương trình sẽ phát sóng hàng tuần vào khung giờ quen thuộc của chúng tôi, 21 giờ 30 phút thứ 3, thứ 5 và thứ 7 trên VTV Cup 7, VTV Cup 15 và các hạ tầng VTV Cup. Hãy đón xem và cổ vũ cho các thí sinh cùng với chúng tôi nhé. Ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi chào đón sự hiện diện đến từ team huấn luyện viên đẹp trai, tài năng và nổi tiếng của DJ Star 2022. Xin trân trọng giới thiệu sự góp mặt của team huấn luyện viên Bình Mèo và Elsa Quy. Và tiếp theo chúng ta hãy chào đón team huấn luyện viên Hiếu Phan và Bi. Xin trân trọng giới thiệu sự góp mặt của team huấn luyện viên Minh Anh và Hùng Teddy. Và cuối cùng hãy cùng chào đón team huấn luyện viên VAVH. Quý vị thân mến, chúng ta đang ở vòng ghi hình và mỗi thí sinh sẽ có 12 phút để thể hiện bản lĩnh sân khấu của mình. 4 team huấn luyện viên sẽ lựa chọn 4 thí sinh về đội mình và đồng nghĩa với việc 32 thí sinh chúng ta sẽ lựa chọn chỉ còn lại 16 thí sinh để bước vào vòng audition. Và bây giờ xin mời tất cả các quý vị khán giả chúng ta hãy cùng hướng về sân khấu của DJ Star và cùng sôi động với phần trình diễn đầu tiên của vòng ghi hình thứ 6 tại thành phố Hải Phòng. Ngay bây giờ, hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để sôi động với phần remix của DJ Toto. DJ Toto on the night. Xin mời những cánh tay của quý vị khán giả thành phố Hải Phòng thân yêu. Hey, 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 hey
DJ Toto on the name. DJ Toto on the mix. Hey, hey, hey.
DJ Toto. Yeah, what's up? Ladies and gentlemen, once again, stand by the DJ star on the way, DJ Toto. Quý vị khán giả thân mến, ngay bây giờ hãy cùng chào đón sự có mặt của DJ Toto. Và ngay cạnh Hoàng Anh Linh lúc này đó chính là DJ Toto, một người đã có một set nhạc có thể nói là vô cùng sôi động để mở màn cho đêm thứ 6 ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau làm quen cùng với DJ Toto nhé. Xin chào, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình. Dạ vâng, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Bob MC và chị Hoàng Anh. Em xin gửi lời chào tới các huấn luyện viên cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay cũng như là khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Em là DJ Toto ạ. Xin cảm ơn em. Và ngay lúc này thì Hoàng Anh đang thấy là có 3 team huấn luyện viên đã đều dành cho bạn một ngôi sao may mắn. Thì xin mời huấn luyện viên Bình Mèo và huấn luyện viên LSOQ ạ. Vâng, xin mời ạ. Lời đầu tiên xin chúc mừng Rùa, anh gọi là Rùa nhá, đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình. Cái phần thi này của em thì em cũng có nghiên cứu sát chủ đề và đánh rất tốt. Chúc mừng em. Và ngày hôm nay thì 3 team đã đều lựa chọn DJ Toto. Và một lần nữa thì xin được chúc mừng bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những chia sẻ đến từ huấn luyện viên Bi. Xin mời ạ. Xin chào Rùa nhá. Hôm nay anh có thấy cái lead nhạc của em rất là sôi động và trong đấy nó thể hiện tình yêu đôi lứa rất là kiểu như nồng cháy. Thì anh xin phép hỏi em là có phải em đang yêu ai đó rất là nhiều không? Cái set này là nói lên tình yêu của em dành cho bạn gái của em hiện tại. Wow, và chắc hẳn là cô gái ấy là một cô gái vô cùng hạnh phúc thưa quý vị. Em có thể cho anh Facebook bạn gái của em được không? Trong set nhạc của em có bài Hơn Cả Yêu, sau đó dẫn tới bài Hơn Cả Yêu để đến bài Người Tình Trăm Năm. Vậy em đã chung kết với bạn gái này chưa? Em cũng xác định là đi tiến tới chung kết đấy. Thế có vội quá không em? Dạ. Thực ra bọn em đã quen nhau đến 4 năm rồi. Thế thì anh xin được chúc mừng em với cả phần thi và cả tình yêu của em nhé. Phần thi này của em nó thể hiện tình yêu DJ của em giống như cũng như cái tình yêu đôi lứa của em ấy. Nó rất là nồng cháy và kiểu nó hôm nay em đã thể hiện được hết ra những cái gì mà gọi là hạnh phúc nhất trong cái những cái em đang có đến nay. Và anh muốn em về đội của anh. Vâng, xin được cảm ơn những lời nhận xét cũng như là những lời chúc mừng đến từ huấn luyện viên Bi dành cho DJ Toto. Vừa anh Bình có một chút không hài lòng về cái phần gọi là
làm chủ sân khấu của em. Nhưng mà anh nghĩ là em là thí sinh mở màn đầu tiên cho đêm nay thì anh thấy em đã làm rất là tốt rồi. Đó, còn về set nhạc của em thì anh không có gì gọi để chê cả. Đối với anh thì nó quá hoàn hảo. Thế là đội anh chỉ còn một sự lựa chọn cuối cùng thôi, nên là bọn anh phải đánh đổi rất là nhiều khi mà quyết định đưa ra sự lựa chọn với em, nên là mong em để ý đến team của bọn anh. Để mà nói về tình yêu, làm nhạc về tình yêu ấy, thì nếu mà để tự tin nói rằng thì các team huấn luyện viên ở đây không team nào làm qua được VAVS cả. Wow, quá tuyệt vời ạ. Vâng, còn Khoan nói về chuyện tình yêu thì Việt Hoàng ơi, dạ. Em anh nghĩ là em nói câu đấy em có sợ là anh này rồi Minh Anh hay là anh cười hô hố này, anh Bình đây này. Còn các anh không, em anh, ở đây em lại nói em tự tin mà, có gì đâu. Còn Rùa đã nói, vừa chia sẻ với mọi người là Rùa đang muốn đi tới chung kết với lại bạn gái của Rùa, đúng không? Thì anh cũng mong muốn là Rùa về team anh và chúng ta sẽ cùng đi đến chung kết với nhau. Wow, quá tuyệt vời ạ, một sự hợp lý. Vâng, quý vị khán giả thân mến, chẳng qua là tình yêu của hai chú là hạnh phúc hơn anh thôi. Vâng, và như những gì mà Hoàng Anh đã chia sẻ những tập trước thì âm nhạc là cách mà cảm xúc trở thành âm thanh. Và ngày hôm nay thì DJ Toto của chúng ta cũng đã dùng những set nhạc này để thông qua đó gửi đến cho tình yêu đẹp của mình những lời có cánh, phải không quý vị? Mình anh, em có thể nói gì cho ngầu một chút khi mà Việt Hoàng lại bảo là để nói về làm nhạc tình yêu thì Việt Hoàng là vô đối không? Thì tuổi trẻ thường thường như thế anh ạ. Không sao cả. Thì tất cả là sự chưa trải hết, đúng không anh? Cứ từ từ. Mới yêu thế thôi đúng không ạ? Nhưng mà yêu rồi, yêu lâu rồi thì sẽ biết. Anh bảo này, có thể là Việt Hoàng bây giờ đang yêu nồng cháy hơn anh, nhưng mà để nói về yêu nhiều ấy thì chắc chắn luôn Việt Hoàng không thể yêu nhiều bằng anh được. Mình yêu số lượng hay chất lượng? Cả hai luôn. À vâng, quá tuyệt vời ạ. VAVS bật mí cho mọi người biết là tình yêu của anh Hiếu fan màu đen lắm, còn VAVS thì toàn màu hồng thôi. Đấy, nên là về team VAVS thì nhạc toàn màu hồng thôi. Yêu nhiều có khổ nhiều không anh? Cũng nói chung là có cái khổ nhưng mà phải có cái sướng chứ em. Anh ấy thích khổ. Tức là chuyện tình yêu của anh nó cũng không được đẹp cho lắm, chắc anh nghĩ đấy là do duyên số em ạ. Nhưng mà về cái phần mà sâu đậm hay là tình cảm hay là như nào, anh biết em hiểu anh như nào, tại vì anh biết em. Thế em biết thế nhau đúng không? Wow, hiểu nhau. Thế thì em hãy về với đội của anh, không những anh làm cho em một màu mà còn tất cả các màu trong tình yêu luôn. Wow. Bảy sắc cầu vồng luôn cũng được. Cãi nhau cũng có nhạc mà vui vẻ cũng có nhạc luôn. Wow. Nhưng mà đừng để đi vào vết xe đổ của anh em Minh Anh nhá. Tại vì mình đã có một vết xe đổ thì mình chắc làm gì phải đi lại cái vết đấy đâu em. Vâng, và khi thực ra thì khi bạn về với bất cứ team huấn luyện viên nào thì bạn cũng sẽ có được đầy đủ tất cả những cung bậc cảm xúc cùng với những team huấn luyện viên đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với DJ Toto, bởi vì bạn ấy mới là người quyết định. Trước hết thì em xin cảm ơn những lời nhận xét của các vị huấn luyện viên. Thì các vị huấn luyện viên ở đây đều là những vị huấn luyện viên em rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà em muốn về đội của Anh và Hùng Teddy ạ. À, vâng, huấn luyện viên Hùng Teddy và Minh Anh ạ. Và bây giờ thì chúng tôi xin được chúc mừng bạn. Xin mời bạn sẽ trở về với team huấn luyện viên Hùng Teddy và Minh Anh. Xin mời. Vâng, quý vị thân mến, và đó cũng đồng nghĩa với việc team huấn luyện viên Minh Anh và Hùng Teddy đã đủ 4 thành viên xuất sắc, 4 DJ tài năng ở team của mình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với màn trình diễn tiếp theo. Sẽ là màn trình diễn của ai đây ạ? Và bây giờ hãy cùng sôi động với phần trình diễn tiếp theo của DJ với nickname được yêu thích. Sôi động với DJ Việt Sante. DJ Việt Sati. Hey, DJ.
go. DJ Shappy. They start on the mix. Hey DJ, hey DJ. Thank you.
Quý vị khán giả thân mến, một set nhạc rất sôi động và một cách trình diễn rất ngông. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị hãy cùng chào đón lên sân khấu sự góp mặt của DJ Việt Sante. Và đứng cách Hoàng Anh lúc này đó chính là DJ Việt Sante với màn trình diễn vô cùng sôi động vừa rồi. Và chúng ta cũng có thể thấy là với màn trình diễn sôi động này thì bạn đang có rất nhiều những giọt mồ hôi. Hiện nay thì bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân của mình và cảm xúc của bạn lúc này không? Dạ. Lời đầu tiên cho phép em gửi tới hai anh chị MC cùng 4 team huấn luyện viên cùng khán giả đang theo dõi truyền hình lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Em tên là Việt Santi, tên thật của em là Nguyễn Đình Việt ạ. Em đã theo nghề được 4 năm ạ. Vâng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những lời nhận xét và chia sẻ đánh giá của team huấn luyện viên. Và như đó anh chưa thấy những ngôi sao may mắn dành cho em. Và chúng ta hãy cùng đến với những lý do tại sao 4 team huấn luyện viên chưa dành cho em một sự may mắn. Ngay bây giờ xin mời team huấn luyện viên Bình Mèo. Chào Việt Santi. Cảm ơn bài thi của em thì anh xin dành gọi là những mỹ từ cho em. Thật sự luôn em từ đầu cuộc thi đến giờ anh thấy em là anh chàng điển trai nhất. Quá đẹp trai. Lãng tử. Chúc mừng bạn. Rất Hàn Quốc. Đấy là những mỹ từ anh dành cho em. Thêm nữa là phong cách trình diễn của em thì anh thấy là cực kỳ sôi động. Ngông, như anh Bob nói là rất là ngông cuồng, làm chủ sân khấu luôn. Nhưng mà anh xin điểm chê duy nhất của anh là anh có cảm giác như em, một là em lường cuồng, hai là em có một cái thói quen anh nghĩ là em nên sửa một tí, là em dùng cái filter hay là crud ấy vô tội vạ. Yes. Anh dùng từ đấy, anh đôi lúc khoảng tầm 5-10 lần đầu em filter nhẹ nhẹ thôi,
anh không để ý đâu, lúc sau càng ngồi anh đếm sơ sơ đến lúc sau anh đếm nhầm đến phải trên 50 lần. Đấy, anh thấy là mình kiểu cảm giác nó phá mất cái hay của cái set nhạc của em. Đấy là cái điều anh cảm thấy rất tiếc trong bản thân anh, còn thật sự em quá đẹp dài. Và như vậy chúng ta hãy tiếp tục đến với những lời nhận xét của Minh Anh và Hùng Tất đi ạ. Chào em, chúc mừng em đã hoàn thành phần thi của mình. Thì lý do anh không chọn em là vì team anh hiện tại còn một chỗ nữa thôi. Nên anh muốn để dành phần đó cho bạn sau phù hợp với màu sắc của anh hơn. Vâng ạ, xin cảm ơn huấn luyện viên Minh Anh. Và hiện tại thì như chúng ta cũng đã biết là có 3 team huấn luyện viên, chỉ còn lại một quyền lựa chọn cuối cùng thôi. Chính vì vậy mà cái quyền lựa chọn cuối cùng này cũng sẽ hơi khắt khe một chút để có thể có được một thí sinh cuối cùng ưng ý về phiếu đội của mình. Và vừa rồi khi mà lắng nghe những cái chia sẻ này thì bạn cũng sẽ có cho mình những kinh nghiệm. Và trong cuộc sống của chúng ta cũng như vậy thôi. Cuộc sống của chúng ta muốn tốt đẹp hơn thì chúng ta chỉ cần hai điều biết, đó là biết điều và biết đủ. Và Hoàng Anh hy vọng rằng với lời nhận xét đến từ huấn luyện viên Bình Mèo cũng như là huấn luyện viên Minh Anh thì bạn sẽ biết cách tiết chế và biết đủ hơn cho việc sử dụng kỹ năng của mình. Và như vậy xin mời team huấn luyện viên VAVH hãy cùng đánh giá với set nhạc của Việt Santi. Hello Việt Santi, anh cảm nhận cái set nhạc của em là set nhạc tình yêu đúng không? Nhưng mà mang thiên hướng về buồn. Nhưng mà những cái vocal em chọn ấy thì nó chưa đủ làm thuyết phục anh. Nên là chính vì thế anh chưa chọn. Mong rằng là mùa sau em sẽ chuẩn bị cái list nhạc nó kỹ hơn. Ê, anh em mình gặp nhau ở mùa sau nhé. Anh cũng nghe qua set nhạc của em thì anh thấy set nhạc cũng ok. Có anh điển trai nhưng mà anh mong muốn một cái màu nhạc nó gọi là nó bùng cháy hơn một tí nữa. Không đúng với cái màu nhạc của anh nên là với lại là team của anh chỉ còn một sự lựa chọn thôi. Nên là anh không thể chọn em được. Và mong mùa sau em quay lại em sẽ thể hiện một cách tốt hơn. Cảm ơn em. Vâng ạ, xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ huấn luyện viên Bi. Và như chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị rồi, những thí sinh mà chúng tôi không chọn trong ngày hôm nay không phải các bạn không tài năng mà chỉ bởi các bạn chưa phù hợp. Còn một lần nữa thì Hoàng Anh xin được chúc mừng bạn và cũng như huấn luyện viên Bình Mèo cũng đã chia sẻ thì thực sự là Hoàng Anh khi đứng cạnh bạn thì tôi cũng cảm thấy hơi xa xuyến một chút bởi vì ngoại hình của bạn quá đẹp trai. Và Hoàng Anh nghĩ rằng không chỉ Hoàng Anh đâu mà những quý vị khán giả đang theo dõi ở đây cùng với chúng tôi cũng như tất cả những quý khán giả đang theo dõi trên màn ảnh nhỏ cũng xao xuyến vì điều đó. Chính vì vậy mà ngay lúc này bạn hãy cố gắng để nói thật to số báo danh của mình vào mic để cho tất cả những quý vị khán giả đang yêu thích bạn có thể bình chọn cho bạn qua cổng BVote để bạn có thể có được một tấm vé bước ngay vào vòng đối đầu. Và số báo danh của bạn đó là? Số báo danh của em là 08 ạ. Vâng, quý vị, 08 thưa quý vị, hãy cùng cổ vũ và bình chọn cho thí sinh của chúng tôi, DJ điển trai và tài năng Việt Santi với số báo danh 08. Và bây giờ hãy tiếp tục quay trở lại và sôi động với set nhạc tuyệt vời của DJ được mong đợi, DJ Beer. Ladies and gentlemen, it's a beer on the neck. Thank you.
DJ Bear. Come on, come on, let's go. Take this.
tiền chỉ là ảo ảnh thôi. Cho dù con có là tỷ phú, nhưng con sẽ không được tôn trọng nếu như không biết tôn trọng cha mình. Okay, right now, ladies and gentlemen, DJ Beat on the mix. 5, 4, 3, 2, 1. You make. Và chúng ta đã vừa cùng nhau đến với những giây phút vô cùng sôi động đến từ DJ Pia. Và bây giờ thì bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình để cho tất cả quý khán giả được biết không? Xin mời. Em tên là Dương Văn Tuân, nghệ danh của em là DJ Pia. Và lúc này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nhận xét, những chia sẻ đến từ những huấn luyện viên. Ngày hôm nay thì Hoàng Anh thấy là có một ngôi sao may mắn dành từ huấn luyện viên của team Bình Mèo và LSOQ. Nhưng mà đây lại là team đã đủ thí sinh rồi. Cho anh hỏi là trong set nhạc hôm nay em có chơi tác phẩm nào của em không? Em có ạ. Đó chính là tác phẩm Ba Kẻ Con Nghe. Đấy thì anh nghe thật sự. Ngay từ năm trước ấy, anh thấy em là một thí sinh quá triển vọng rồi. Năm nay em làm lại, em không hề nản. Em quay trở lại với anh, trong mắt anh em thật sự mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và ngay chủ đề em đi sát vào chủ đề về ba, về gia đình. Thật sự đấy là cái chủ đề anh rất thích. Đấy, chủ đề nó dễ chạm đến con tim. Anh đặt ngôi sao cho tặng em. Cá nhân anh tặng em từ rất sớm. Anh rất nể cái tinh thần của em. Vâng, xin cảm ơn huấn luyện viên Bình Bèo và huấn luyện viên LSOQ với một ngôi sao may mắn, một ngôi sao từ chính trong trái tim của huấn luyện viên dành cho DJ Bia của chúng ta. Hiếu Phan hãy cho tôi những đánh giá về set nhạc vừa rồi của DJ Bia. Chào em. Chung là Bia thì là một thí sinh mà từ mùa trước rồi, anh đã rất là thích em. Từ cách em mixing rồi cách em dẫn dắt, thì anh từ mùa trước em đã để lại cho anh một cái ấn tượng là em là một thí sinh rất là tài năng. Anh để cái set của em thì âm thanh rất là hay. Tất cả các bài em mixing thì không có một điều gì để mà chê cả. Nhưng nó thiếu đi một cái gọi là sự cao trào ở trong cái set. Xin chào Bia nhá. Thì thực sự là cũng rất là khó cho tụi anh. Tại vì là anh cũng biết đến Bia là một DJ producer trẻ rất là tài năng. Chính vì em tài năng như vậy nên anh mong muốn ở em một cái gì đấy nó lớn hơn nữa cơ. Đó, nên là anh cũng rất là tiếc cho anh không chọn em, anh cũng rất là tiếc. Nhưng mà anh nghĩ là em sau cuộc thi này
em sẽ còn tiến xa hơn nữa. Cảm ơn em. Vâng, xin cảm ơn huấn luyện viên của team VAVH. Nhưng mà từ nãy đến giờ thì Hoàng Anh cũng thấy là huấn luyện viên Minh Anh đã viết rất nhiều. Không hiểu là huấn luyện viên Minh Anh của chúng ta có điều gì muốn chia sẻ với DJ Bia. Xin mời ạ. Đầu tiên thì cảm ơn em đã cho anh em một set Villa Train rất là hay. Anh là một fan lớn của Villa Train. Wow. Anh không đứng không được luôn, anh nhún nhảy mãi. Và anh xin nói về điểm trừ, điểm cộng trong cái set nhạc của em. Thì đầu tiên anh thấy là cái intro em lên nó hơi bị gấp. Và anh có góp ý là đoạn cuối lúc em chuẩn bị qua bài thứ 2, qua bài thứ 3 ấy, thì cái đoạn đấy nó hơi trống. Thì theo ý kiến cá nhân của anh hay làm ấy, thì anh sẽ cho thêm sao hay cái gì đó vào để cho nó lối tiếp những cái năng lượng đó, để đừng nó bị ngắt để khi mình qua bài kia nên nó sẽ đi lên nữa. Thì anh có những cái góp ý như thế. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng tâm huyết và chân thành đến từ huấn luyện viên Minh Anh. Em xin cảm ơn tất cả các ban huấn luyện viên đã đưa ra những điểm trừ và điểm cộng để em rút kinh nghiệm cho mùa sau ạ. Vâng, và mùa sau bạn sẽ quay trở lại với chúng tôi chứ? Vâng, có ạ. Xin cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn tinh thần của em, cảm ơn em. Còn bây giờ quay trở lại với chương trình của chúng ta, hãy cùng với chúng tôi chào đón sự xuất hiện đến từ DJ cuối cùng trong ngày hôm nay với phần trình diễn của DJ Ra Ram. DJ Star on the mid, DJ Drop Down. Hey, 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 hey.
DJ Chase. DJ Raram on the name. One, two, let's go. Okay. Chạy đi đâu chạy về nơi we'll be right back.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón trên sân khấu này DJ Param. Và xin chào bạn. Vừa rồi khi mà nghe set nhạc của bạn thì thực sự là với một người cô đơn khá là lâu như Hoàng Anh rồi, rất muốn rằng mình cũng sẽ có một điểm tựa. Và ngày hôm nay thì có mặt trên sân khấu này, bạn có thể chia sẻ một chút về bản thân mình cho những quý vị khán giả đang theo dõi bạn tại đây cũng như là trước máy thu hình không? Xin mời. Lần đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh chị MC và các vị huấn luyện viên cũng như toàn thể các vị khán giả đang ngồi xem ở đây và cũng như khán giả đang ngồi xem trực tiếp trên truyền hình. Lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn em đã thể hiện xong bài thi của mình. Anh cảm thấy là rất yêu đời và trông em còn rất trẻ. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 92. Ôi 92 á? Sao anh cảm giác em còn trẻ hơn đấy. Anh bằng yêu đời em. Anh bằng tuổi em. Chúc mừng bạn, thì bạn bằng tuổi của anh Bob MC ạ. Xin mời huấn luyện viên Hữu Phan đã đứng hẳn dậy rồi. Vâng, không biết là anh sẽ nói gì đấy ạ. Chào Param nhá. Có thể là anh Bố ơi, em nghĩ là như này này. Có thể là em nói điều này thì mọi người sẽ nghĩ là em hơi tham lam, nhưng mà em chỉ ước gì ấy là cái thể lệ cuộc thi này mỗi team để được chọn tầm 10 người. Vâng, hình như là 4 hơi ít nhỉ? Em hơi thấy ít. Hơi ít ạ. Hơi ít. Vâng, chúng ta có thể thấy được sự hồi hộp đến từ huấn luyện viên Bi ạ. Vâng, xin mời ạ. Xin chào Ram. Thì qua phần thi vừa rồi thì mình thấy xét nhạc của bạn rất là ok. Thì cũng như anh Hiếu nhận xét là nếu như mà có nhiều thí sinh hơn thì team mình sẽ chọn bạn, nhưng mà team mình đã có bạn Minh Bom rồi thì mình cũng không ấy, mình rất tiếc cho bạn. Vâng, thực sự thì ngày hôm nay chúng ta đã có quá nhiều sự nuối tiếc, bởi thật sự là các thí sinh đến từ đất cảng Hải Phòng, các bạn quá tài năng và tuyệt vời. Vâng, thực sự chúng tôi cũng có thể thấy được những sự tiếc nuối đến từ những team huấn luyện viên trong ngày hôm nay với những tài năng trẻ của Hải Phòng đấy ạ. Và một lần nữa thì xin cảm ơn DJ Param rất nhiều. Cảm ơn bạn đã xuất hiện tại cuộc thi ngày hôm nay và mang đến cho chúng tôi những năng lượng vô cùng tích cực. Cảm ơn bạn. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin phép được tổng kết lại số lượng thí sinh về các team của huấn luyện viên. Và chúng ta không thay đổi thì ngày hôm nay với team huấn luyện viên Bình Mèo và El So Cute, chúng ta vẫn có 4 thí sinh. Và đã đủ thí sinh cho đội của huấn luyện viên Bình Mèo và El So Cute. Còn lại 3 đội huấn luyện viên còn lại đó là huấn luyện viên Hiếu Phan, Bi, huấn luyện viên VAVH và huấn luyện viên Minh Anh Hùng Teddy. Mỗi huấn luyện viên đã sở hữu 3 thí sinh và chỉ còn lại một sự lựa chọn cuối cùng. Vâng, quý vị thân mến, và quý vị cũng đừng quên cổ vũ cho tất cả những thí sinh mà mình yêu thích cũng như cổ vũ cho DJ Star 2022 vào khung giờ quen thuộc của chúng tôi 21:30 vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 trên kênh VTV Cup 7, VTV Cup 15 và các hạ tầng VTV Cup, cùng theo dõi và cổ vũ cho tất cả các thí sinh với những màn trình diễn sôi động. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.